Henry Drummond, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1851, mất ngày 11 tháng 3 năm 1897. Ông là nhà truyền giáo, nhà sinh vật học, nhà văn và giảng viên người Scotland. Ông được đào tạo tại Đại học Edinburgh, nơi ông thể hiện thiên hướng mạnh mẽ về khoa học, vật lý và toán học. Là người sùng đạo, ông đã gia nhập giáo phái nhà thờ tự do Scotland. Ông đang nghiên cứu và viết cuốn Luật tự nhiên trong thế giới tâm linh, với luận điểm chủ chốt là mang nguyên tắc liên tục mang tính khoa học mở rộng từ thế giới vật chất sang thế giới tâm linh. Nhiều độc giả, cả trong giới khoa học lẫn tôn giáo, đã tìm thấy những thứ mình cần trong cuốn sách. Drummond tiếp tục quan tâm đến việc truyền đạo và hoạt động khác ở nhà thờ tự do. Ông bị ung thư xương trong vài năm và qua đời. Năm 1905, một tuần hương chương để tưởng nhớ ông được dựng lên tại nhà thờ tự do. Những câu nói hay của Henry Drummond. Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống, tình yêu không bao giờ thất bại, và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu. Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi. Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng. Hạnh phúc là cho đi và sống vì người khác. Vì vậy, đời, đừng cô lập chính mình, hãy sống giữa con người và sự việc, giữa những rắc rối, gian khó và trở ngại. Dù chúng ta đang ở đâu, chính tình bạn đã tạo lên thế giới. Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng những khoảnh khắc bạn thật sự sống là những lúc bạn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu. Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn. Trừ khi một người đảm nhận nhiều hơn những gì mình có thể làm, anh ta sẽ không bao giờ làm được tất cả những gì mình có thể làm. Người chết để lưu danh muôn thuở sẽ sông mãi. Sức mạnh của tính cách có thể học được trong công việc, nhưng vẻ đẹp của tính cách phải được học ở gia đình. Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy like và subscribe kênh của mình để theo dõi các video tiếp theo. Mong nhận được sự đóng góp của các bạn ở cuối video.